avatar nhân vật này, gift code này, fairy tale, có 300 kim cương, có 10 cái thư mời, code thứ hai là VIP 3 con 9. Ồ, tiếp theo là Natsu 3 con 9 này, ok luôn. Lại tiếp tục là thư mời thường anh em nhé. Ô thứ tư, Grey 3 con 9. Toàn là các nhân vật lạ lạ nhỉ anh em nhỉ. Ô, có Grey luôn này, không biết là có mạnh hay không. Magic Legend, ok. Lại có thư mời thường anh em ạ. Có hai loại chiêu mộ, một là chiêu mộ bằng chìa khóa, hai là chiêu mộ bằng thư mời anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ chiêu mộ thử bằng thư mời trước đi. 30 cái thư mời thường xem được tướng gì. Không biết là chìa khóa hay là thư mời nó sẽ chỉ sao combo hơn đây. Có một em tướng bậc A này. Quá, mình có mỗi một lần đấy à? Rồi, là gì đây? Là gì đây? X10. Ui, cái gì đây? Công tước là toàn tướng bậc A vậy. Chiêu mộ thêm 10 phát nữa đi. Ủa nhưng mà thư mời này như là chỉ ra được một vị tướng hay sao nhở? Ok, rồi luôn lại tiếp tục là vị tướng bậc A anh em nhá. À đúng, ra được một vị tướng thật thôi anh em ạ. Chắc chắn nhận pháp sư cấp S cho đến SS anh em ạ. Chiêu mộ luôn. Thư mời hoàng kim này để xem được tướng gì đây. Nào, bậc S này, Brain luôn anh em. Không có não không? Đây là Brain này chắc là có não anh em ạ. Ok, cũng là một tướng bậc S đấy. Mình thấy màu cam mà. SS thì nó phải là màu đỏ cơ. Chìa khóa 19 là nơi thì chắc chắn là nhận một tướng SS anh em nhá. Thế thì cái chiêu mộ chìa khóa nó sẽ xịn sò con bò hơn đấy anh em ơi. Chiêu mộ 10 luôn nhá. Ui, Gazil, tướng này mạnh không ta? Cũng là một vị tướng bậc S, là liên quan đến phòng ngự anh em nhá. Chìa khóa và 3 chiến nữa nhưng mà mình để chiêu mộ 10 thì nó sẽ hợp lý hơn này. Sự kiện này, tăng sao pháp sư à. Ok, để nhận thêm một chút nữa phúc lợi. Phúc lợi ngày đầu tiên là có 500 kim cương. Rồi, giảm giá chân phẩm mà. Cái này dùng để làm gì nhỉ? Cứ mua phát, cứ giảm giá là mua đi chú huấn luyện, thưởng VIP, nhận thưởng luôn. Nhìn cái chay anh em nhá. Login 3 đây, 100 năm. Càng vậy được thêm hai cái chìa này, ngon này anh em này. Còn tính năng đội trưởng anh em ạ, có nhận được những cái chỉ số hay không nhỉ? Kích hoạt này. Natsu thì sẽ được cái gì ta? Hào quang đội trưởng. Thuộc tính của cái thằng này là có tỷ lệ bạo, sát thương bạo. Để mình xem ông này có khác gì không? Vẫn thế mà. À nó khác ở đây này anh em này. Bí quyết hỏa long, tăng 5% sát thương bạo, tạo thành song chiến đấu anh em nhé. À nó khác ở cái skill này anh em ơi. Mình tăng cấp thử phát xem nào. À chưa mở skill à? Bây giờ mình cần phải tiêu hao mấy cuốn sách này thì mới có thể là mở thêm được cái skill thiên phú à? À vị trí số 2 à? Bỏ bớt đi, bỏ bớt đi. Ở đây thì mình có tướng bậc S này, 1 này, đây cũng là bậc S này, 2 này, và đây cũng là bậc S này. Đây là có một tướng thủ rồi, thế cho nên là mình sẽ lựa chọn về tấn công anh em nhé. Ra trận có 4 slot thế. À mình có thêm viện trợ nữa anh em ạ. Sau này thì chúng ta sẽ mở thêm được 3 ô viện trợ nữa, tổng cộng là 8 vị tướng luôn. Mình chiến thử đi. Ây à, anh ở đâu đây? Ui, mấy cái thằng này tóc tai ghê vậy. Mũ có địch. Ui à, hỏa long pháp sư. Natsu là hỏa long pháp sư. Ây à, ông này đánh mạnh thế. Bộ ulti phát đi luôn cả team bạn luôn. Băng đét chứ. Có thưởng nhận luôn. À nhấp vào chi tiết, nhấp vào trang bị. À đây rồi, giờ mình có thể trang bị rồi anh em ơi. Thần khí thì chưa có gì để trang bị cả. Chi tiết, tăng cấp lên đi. Cứ nâng mạnh lên, tăng lên level 10 này. Xem tối đa lên bao nhiêu nhá. Ui level 10 là hết cỡ. Ông này xem nào. Thế vậy, hết rồi. Lại tiếp tục là vừa đải thôi anh em. Nhận thưởng tăng cấp level 5. Nhóm pháp sư là có cái gì đây? Ờ, à, nhận luôn này. Thu thập 8 loại pháp sư. À, trong đấy là có 7 rồi. Sắp đủ rồi anh em nhá. Shop kim cương thì dùng để mua cái gì nhỉ? À, cái này giảm giá này. Mình sẽ mua luôn này. Thế là có 6 cái rồi. Cái này là quà kim cương. Ơ, mở cái này trước đi. Sẽ là bao nhiêu kim cương anh em? 390 kim cương. Qua mảnh cao cấp, mảnh ngẫu nhiên à? Ok luôn. Uầy, hình như có tướng bậc SS hay sao ấy nhỉ? SS thật đấy. Ô, toàn bậc SS thôi. Ghê vậy. Thôi tạm thời thế đã. Thôi làm nhiệm vụ đi vượt ải cái đã anh em ơi. Đi vượt ải thì chúng ta mới có tài nguyên được. Đi nhánh là cái gì? Nhận luôn đấy. À cái này dùng để nâng cấp tướng của mình đấy. Lúc nãy mình vừa nâng cấp hết xong. Đây rồi, chi tiết. Ui, 100 cái huy hiệu này thì mình có thể nâng cấp được tiếp. Thế thì mình sẽ nâng cấp cho mấy ông này vậy. Nâng cấp lên. Ám hiểm rồi. Cũng khá là đơn giản anh em ạ. Kiêu chiến tí xem nào. Mày. Ê à, chính là thằng hỏa long pháp sư thì mạnh phết anh em ạ. Đánh đa mục tiêu giai đoạn đầu thì mình thấy nó khá là ok đấy. Tiếp tục là chiến đấu này, vứt thêm một ông trợ thủ vào đây đi. 1, 2, 3, 4 tướng bậc S. Thế thì mình vứt tạm tướng bậc A đi cho lực chiến nó tăng lên thôi, chứ chưa cần phải mấy cái vị tướng trợ thủ đấy vào anh em nhé. Bỏ qua luôn. Nãy thì tóc dựng đứng, giờ lại đến đầu chọc anh em nhé. Một đấm vào mồm. Ok luôn. Nói chung mà tạo hình nhân vật ở đây mình thấy nó cũng khá là ngầu, chắc là nó cũng là ở từ bộ anime nào đấy mà ra thôi. Mặc dù là nhìn nó hơi xa lạ tí nhưng mà tạo hình thì nó cũng ngầu mà anh em, đúng không? Skill có thứ nhìn cũng được ấy. Đây là một tựa game mà ra mắt vào năm 2011 rồi anh em ạ. Đến bây giờ là nhà phát hành Gosu là phát hành lại. Wow, 13 năm rồi cơ. 13 năm trước mà chúng ta đã có một tựa game như thế này để chơi rồi. Chứng tỏ là công nghệ phát triển đấy chứ nhỉ. 13 năm trước mình chưa được trải nghiệm tựa game này nốt. Thầy, sao mình nhớ là 13 năm trước mình vẫn còn chơi bi với cả đánh bài mà ta. Mà công nghệ lúc đấy game nó tối tân như vậy rồi sao? Pháp sư, chi tiết. À, bây giờ mở ra tính năng huấn luyện này. Huấn luyện vào ai? Nâng cấp skill. Nhưng mà hết cái sách này rồi. Ủa, nó vẫn còn chấm ở đây. À, trên này có thể là nâng cấp
được. Ờ, hay. Có nâng cấp được skill rồi anh em nhá. Phúc lợi. Ồ, nhiệm vụ à? À đây rồi, bảo sao nãy giờ không thấy cái dòng nhiệm vụ đâu để mà follow cho nó ok la. Hóa ra là nó nằm trong này. Giờ nó mới mở anh em ạ. Thành tựu nhận luôn này. Mở tính năng, nhận thêm 20 kim cương này. Mở khóa tính năng này. Thành phố trên mây à? Ngày xưa có trò nông trại trên mây đúng không nhỉ? Tiêu diệt tầng 10 là mình sẽ được thư mời hoàng kim đấy anh em ạ. Cũng có kim cương các kiểu này. Nhưng mà tuyệt nhiên là không thấy cái chìa khóa nào. Cay. Thư chiến thôi. Ừ, nhưng cái vị tướng lại là chủ chốt mà cho vào thôi. Vị trí số 4 này. 1-2 à? Thôi đi. Thôi mình có tanker lên đầu anh em nhá. Ông này nữa. Đấy, hai thằng này cho lên đầu này. Trợ thủ cho vị tướng mức A thôi. Tiêu chiến luôn. A à, có thể vượt được ải sau luôn này anh em này. Ơ thực ra nhá, nếu như mình chơi bằng cái giả lập LD player trên PC ấy thì mình hoàn toàn là có thể cài đặt auto được anh em ạ. Auto vượt ải luôn mà không cần phải click quá nhiều. Đấy, trong thời gian đấy anh em hoàn toàn có thể làm những việc khác. Nói chung là nó cũng tiện. Thế hình như trên điện thoại là một số anh em cũng có một số những cái app gì đấy, chúng ta có thể cài đặt auto click được như thế. Sao mình ải này nó khó nhỉ anh em nhỉ? Đánh cảm giác một lúc lâu mới có thể thắng được vậy. Mới ải số 2 thì mình đã khó thế. Chưa thấy có nút bỏ qua trận chiến anh em ạ. Như thế này thì cũng hơi toang nè. Ok, đây là một tựa game mình thấy là có cả những anh em khác ở bên Đông Nam Á chơi luôn này. Thái Lan này anh em này. Đây là một tựa game không chỉ phát hành ở Việt Nam mà mình thấy là phát hành cả khu vực Đông Nam Á nữa. Nên là anh em ở Thái Lan lắc kiểu có là điều. Khi mà anh em vào lựa chọn ngôn ngữ là kiểu gì cũng có một tiếng Việt này, tiếng Anh với cả tiếng Thái. Ok, mốc luôn. Ui ôi, chiến cái này nó không có bỏ qua trận chiến anh em ạ. Cái này nó có hiệu ứng gì gây choáng nhỉ? Chứ cho tim mình nó, ối dồi ôi, mấy cái thằng này đầu nó cứ ngặt nghẹo hết xuống vậy. Không giặt dẹo vách cả trường luôn anh em ơi. Đã được hồi máu nhiều thế. Ủa ơi, mới có ải số 3 thôi mà đã khó vách cả trường luôn anh em ạ. Rồi chiến đấu anh em nhá, cho nó đỡ mất thời gian này. Rồi đi thám hiểm cái đã. Kiếm thêm tài nguyên lên level, vé quay các thứ để chiêu mộ, nó sẽ hợp lý hơn. Chiến luôn. Một đấm vào mồm. Skill đây nhìn mượt phết đấy, không đùa. Đây rồi, có nhiệm vụ gì đây? Nhận thưởng luôn này. À, ngon. Ủa, sao vẫn còn chấm đỏ nhỉ? Nhận tiếp. Ui, nhận hai lần liên tiếp à? Đặt đầu lấy con Lasert chơi á. Con Lasert nó mạnh không Khoa ơi? Mình không biết con Lasert nó mạnh anh không, nên là chưa dám nạp. Ui, SS trả hình á. Đâu xem nào. Nạp lần đầu. Đây, tặng pháp sư cấp S. Wow, nhiều 4 đô mà. À đây này, 0.99 đô này, 0.99 đô để xem nạp vào cái gì đây. Mình nạp vào Mastercard à? Nạp luôn Mastercard xem nào. Ủa, nó bắt nhập mật khẩu vậy. Cú thế nhở. Thôi để này, có gì mình sẽ nạp sau anh em nhé. Thế nhưng mà chúng ta nên all in là một con thôi đúng không? Game này nâng cấp đều 4 con à? Nó mới cho nâng lên cao được á hả? Ui giời, như thế à? Cay thế nhở. À, cái này là tăng tốc nhanh đúng không? Là mình sẽ nhận được phần thưởng AFK đây mà đúng không? Nhận thêm được kinh nghiệm các kiểu. Quay trở về có tính năng gì mới đấy? Mở khóa tính năng đại hội server à? Ồ, cái này giống như kiểu là đấu trường đấy đúng không? Top 1 là được 120 kim cương, 1.400 điểm xu đấu trường. Tớ đã, tí nữa anh Mạnh anh quay trở lại. Ủa cái này là cái gì đấy? Trùng sinh à? Vé khôi phục đúng rồi, khả năng là vé trùng sinh anh em ạ. Tiếp tục là có kim cương này. Ui, có tướng mới, Brain, thật là tuyệt. Ui, thế là mình hoàn toàn là có thể nâng cấp skill cho Brain lên này. Brain, chi tiết, trang bị, khoan, nâng cấp cho Nasu cái đã. À, thần khí này anh em, thần khí bậc SS. À, đây, thần khí nằm ở đây anh em ạ. Để mình xem cái thần khí này tăng chỉ số gì đây. Lúc bắt đầu nhận 30% hiệu quả tăng tốc duy trì trong vòng 2 lượt, thủ tăng 6%. Nghe vẻ là cũng hợp lý chứ nhỉ? Nó có đề xuất không ta? Thần khí SS dày của Lucy. Để mình xem là ông Brain này nó đề xuất cái thần khí là gì. Cái này là mình phải tự nghiên cứu à? Thế là mình có thêm được một em Brain nữa. Em này thì sẽ giúp cho chúng ta có thể nâng cấp được cái skill của Brain lên. Ok, có lẽ là bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi vượt ải thôi. Thì trải nghiệm con game này ở giai đoạn đầu thì mình thấy là cũng chưa có gì làm nhiều ngoài việc là đi vượt ải. Tài nguyên để chúng ta chiêu mộ thì nó cũng hơi khan hiếm. Thì khi mà chúng ta đi vượt ải nhận được một số cái vị tướng, còn lại thì những cái chìa khóa thì mình chưa biết cách kiếm ở đâu cho nó nhiều. Thế này mình sẽ trải nghiệm thêm và tiếp tục review đến anh em nhé. Chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để chơi game cùng với mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.